mày lên cấp có khi 10 năm, tao tập có khi 3 năm tới khi 6 năm mới có cảm nhận, nhiều cảm nhận đâu phải tao. Chính tao trong nghề khi năm thứ 6, năm nay là năm thứ 10, còn là năm thứ 10 luyện khí thì cái cảm nhận mà tỉnh khí công là mới thấm thấm thứ sơ, chưa Đúng lên rồi. đỉnh đâu, chứ không phải giỡn đâu. Cái bản bản gốc của nó tao để cho in ra đó, cái bản mà tao gửi mày á. Nhưng in không biết nó biểu, tao biểu nó in trên vải rồi, nó in ra cái bản gốc để tao lấy cái bản gốc để người ta ngó, người ta tin tin mình là mình dịch từ, không phải mình chế cái từ trên tiếng 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 Việt ra. Ồ, mày vẽ y chang vậy luôn hả? Vẽ mới đẹp á, đúng mày vẽ nữa mà in nữa. Cái đây đóng còn không? đóng chữ thầy, ở đây có mấy cái chữ nha thầy, Tớ chưa coi nữa. hôm bữa em gửi thầy cái chữ rõ luôn, ở đây nó có dấu vàng dòng chữ. Chắc hồi coi cái chữ nó coi dịch ra cái gì. Bởi vì khi rõ ra rồi cái này, khi mà tao dự kiến là khi mà khoảng chừng 5 3 2 3 năm nữa là mấy cái trung tâm khí công ra đời, mấy thứ này nó rất là cầu rất lớn, thì nó mạnh tụi bay quay làm với tao đó, thôi chúng nó không có làm nổi đâu. Bây giờ ví dụ mỗi quận nó ra một 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 điểm khí công thôi, là thành phố này mày biển cái giống như cái trung tâm yoga, thấy nó biết bao nhiêu điểm không? Bây giờ cái này nó phát lên gì đâu mà học trò mình giờ thằng 1 2 năm nó cũng nhào ra nó dạy à, lúc nó có nhu cầu nó dạy tùm lum hết. Bây giờ thằng Hưng muốn dạy rồi, hôm qua thằng Trường cũng muốn dạy rồi, thì bây giờ hôm qua tao mới tao biểu mà tao quay làm sao ra cái logo đi, thì tao phân cái logo là 4 loại, cái màu đỏ là của tao, còn thằng nào mà chuyên về về thái cực thì màu trắng, thằng nào chuyên về dịch cân là màu vàng, thằng nào chuyên về tỉnh hay câu là màu xanh, mà thằng nội giỏi ba cái là ba cái dòng luôn. Ý là sắp tới làm để chi vậy, để mình không cấp cái bằng nhưng mình coi cái áo biết mà học trò mình nó dạy cái gì, mà hơn nữa học viên cũng biết muốn kiếm về về thái cực, thằng học trò mà giỏi thái cực thì tao cho cái logo, nó cấp cái logo mà thêu ra khâu cho áo, mà cái áo cũng thống nhất một mẫu thôi. Thì sắp tới có anh thằng chuyên mua loa cái áo đó, cái áo cũng thảy lên coi tụi nó góp ý à, cái áo như vậy đó không ok, thì khi cái thằng nào mà nó đi dạy thằng đó phải mua cái áo đó, tức là học viên không cần mà người dạy phải mua, mỗi thằng mua cái áo đó mình đưa cho nó mặc. Mà khi mình đưa cái áo đó, tao nhớ tên, ví dụ thằng thằng Hưng là cái áo dịch cân, thằng Luận là áo thái cực hay là gì đó, tao để đó. Thế khi khi mà học viên nó biết là nó hỏi mình biết thằng đó nó dạy cái đó được, thằng đó nó giỏi cái đó lắm, còn thằng kia thì nó giỏi tỉnh khí công thì dạy tỉnh khí công, còn ba anh em mấy người với nhau thì luân phiên, dù trung tâm này thằng mày chạy qua kia mày dạy cái này, kia chạy qua kia, nếu một cái mình thằng thằng Hưng nó giỏi cực dịch cân kinh mà mày giỏi thái cực thì mày cứ ê Hưng mày qua mày dạy tao thái dịch cân đi, tao qua mày tao dạy thái cực. Còn hai thằng mà cùng một loại ví dụ là dịch cân thì bây giờ hàng hàng cứ lâu lâu là hai bên qua biểu diễn coi thằng nào khá, rồi ông thầy này choàng quá ông thầy chi cho nó thay đổi cái bộ mặt trung tâm, mà khi trung tâm nó ra đời thì thế nào tụi nó cũng cần mấy cái này nó mua. Thì cái thằng đầu tiên là nó muốn rồi đó, cái thằng nó mua đầy đủ cái thằng đó tao biết nó muốn, ý là nó muốn mở ở Gò Vấp rồi, nó trang trí phòng xong nó luyện luyện thời gian, khi nó mà tập được chừng 3 4 năm hỏi mày cái phòng nó mà đầu tư nhiêu đó tiền trả vậy, nó không dạy thì nó xin ý kiến mình thôi giờ thầy cho em dạy đi thì mày dạy thôi. Thì lúc nó xin ý kiến thì mình phải xác định cái trình độ nó có đâu chứ mình mới cấp chứ, thì mình nói thêm tao theo trong mấy năm tao thấy mày giỏi cái đó mày múa, mà khi mày múa mấy anh em nó thấy clip mày cũng ok, thằng này múa đẹp à, không phải dỏm đâu, mày múa bằng nó chưa, thì tất cả anh em mày thấy nó khá thì tao cấp cái áo đó, chứ bên mình không cấp cái bằng chả có giá trị gì đâu. Cái thực tế là một, cái thứ hai những thằng mà có hai loại mà đi dạy dạy học, loại mà nó giống như từ võ sư nó ra mà nó không có bệnh, loại thứ hai là quan trọng nhất là loại mà hết bệnh do tập luyện, thằng đó mới là huấn luyện viên thực sự, thì tức là nó là chứng minh múa mà hết bệnh, thằng đó là tiêu chuẩn nổi tiếng, chứ tao không có kiểu tuyển huấn luyện viên theo cái kiểu nhiều tiền nó học đâu. Thằng nào mà khi nó đang bệnh mà chính nó tập hết nó là thầy rồi đó, cái gì nữa chứ hỏi mày đâu phải giỡn đâu đúng không. Bây giờ cái thằng bây giờ nó đang suy thận bây giờ nó hết, thì mà nó học 2 năm nó hết thì mày biết công phu nó cỡ nào. Thế thằng đó tao nói thằng không được viên, mà khi người ta vô tao cũng nể nó, ồ mà anh chữa bệnh tôi anh bị tao bị mà đúng không, thằng này giống cãi đó. Thì những thằng đó tao là
tao là đang tao lập cái nhóm huấn luyện viên, tao đang đưa tụi bay vô là cái nhóm những thằng mà tập lâu năm như mày, mấy người Long Ngọc Bảo tập 3 4 năm, nên là cái nhóm đó là có khi là trong cái nhóm đó là có thằng khi lo về lý thuyết không, có thằng mà lo về tranh không, cũng là khí công mà lo về tranh không cũng được, vậy đâu phải là thằng nào cũng đi chạy dạy múa võ thuật đâu. Rồi thằng là chuyên sự luyện sách, mà khi mà chọn chuyên luyện sách, dịch sách, viết sách hoài, nó hiểu cái từ nó hơn mấy thằng kia chứ. Còn nhiều thằng đó nói thiệt, nó múa thì giỏi nhưng mà cái chữ nó biến, nó đọc tới huyệt là nó không thèm học luôn á. Tùy cơ thể mỗi đứa, có nhiều thằng nó gặp chữ nó mê, nó muốn coi hết các chữ trong khí công này, chữ gì đăng điền là gì cái gì, thì thằng đó nó sẽ vô tính mệnh cái chỉ nó tìm hiểu được, thì thằng đó là nó dính tới sách vở nữa, mà ra sách là giao nó làm, rồi nó làm cái design xong rồi nó đưa qua in, in thì thằng nào dính tới cái nào nó tự 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 sinh hoạt lấy, chứ bây giờ mình mở mở trung tâm ra mình không trả lương nổi từng thằng đâu, thì mỗi thằng tự lo. Cái ý đâu vậy, chừng vài năm nữa là nó tùm lum hết ra trong thị trường, dùng nó thành một cái đường link anh em với nhau. Ê mày đưa cho tao 10 cái sơ đồ tung tiến độ mày, thằng nó về lo làm đi, thảy cho cái nhóm nó giao cho mấy mấy cái trung tâm. Rồi trung tâm ra đời thì quần áo thì trong tốt nhất rồi, là cái áo của mẫu tao đưa là lấy cái size nó về bung ra cắt rồi có cái size, cái mẫu gì tao đang lựa tất cả mẫu Trung Quốc, cái mẫu nào đẹp đẹp đó. Rồi trong vòng 2 3 năm nó sẽ bởi vì tao không biết, tao cái đưa cho anh thằng đó lấy mẫu thảy lên, thằng nào thích thì may may bắt đầu tự nhiên ta thống nhất cái mẫu rồi đó. Tại vì nó có hai cái loại mẫu, một thái cực á, làm cái tay áo mày thòng thòng được, nhưng mà dịch cân nó hơi bó bó ở đây này. Mà thấy không, võ thiếu lâm là không bao giờ nó để lòng thòng cái tay á, tại nó tập cương mà thành ra cái thằng mà thiếu lâm, tức là cái thằng mà logo vàng thì cái quần nó phải bó như này đó, tay bó rồi đó. Còn thằng trái cực thì tay ở đây không bó, cái quần dưới không bó, nhưng cái logo là màu trắng. Còn thằng mà luyện tĩnh khí công thì thằng đó là thoải mái nhất, là nó chỉ ngồi nó thở thôi. Đó, thì bộ quần áo là phải thoải mái rồi nó thở, chứ quần áo dày sao nó thở, nó thở, mỏng mỏng nó ngồi nó thoải mái, coi như là lá liễu mỏng thì là mỏng, nó ngồi nó thở tập thôi. Thì mỗi ba thằng nó ba cái áo, cái loại vải khác nhau rồi đó, còn logo cũng khác nhau. Thì khi mình họp cái nhóm khí công lại nhau thì mình biết thằng đó giỏi gì liền, anh em khỏi cần hỏi, ê mày giỏi gì, ngó mặt áo biết rồi. Thì vô lâu bây giờ cái nhóm khí công họp mặt nó, tao cho họp lại tao giới thiệu hết anh em với nhau, lúc đó mới biết nào giỏi gì nào chuyên đề gì, thì cái đó chừng 2 3 năm sau nó hình thành chính thức, mỗi thằng đang hoạt động, tức là nó đang hoạt động có thu nhập và có thu nhập về cái ngành này rồi á, thì nhập lại được, nhập được cái vô cái nhóm mình mới tuyên bố cái mỗi thằng có chức năng gì gì, anh em hiểu nhau rồi toàn gánh nhau để đưa cái môn này lên, từ đó thành cái hệ đó. Thì khi lâu dài nó phát triển lên thì cứ vậy mà phát. Còn trong thời gian khi nó phát lên vậy là tất cả những cấp dưới tao không dạy nữa, tôi dạy tụi bay thôi đó, cái nhóm mà đang nó dạy nâng nó lên, chị tay nghề lên 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 là chị tao chỉ dạy mấy huấn luyện viên, mấy cái thằng mà đã thành công, mấy thằng hết bệnh bây giờ nó muốn dạy. Rồi những thằng đông trong nghề thì ví dụ như nghề về về tranh ảnh thì tăng cường các loại tranh Trung Quốc lên, rồi tăng cường các loại sách Trung Quốc lên, nếu thằng xếp sách vở còn các logo rồi mấy cái của tụi bay làm, tụi bay tự cải tiến càng ngày càng mới lên, phải để như cũ thì lúc nó gấp quá in cho người ta, thì mỗi năm tại vì mình là giữ bản quyền, mày muốn thay đổi càng đẹp là do tụi bay thôi, thì mỗi năm cứ mày đổi mới. Bởi vì nếu mà mày in cho ngoài mà nó in chết á, tụi bay không đổi mới được, không update được cái hình, thành ra tụi năm tụi bay update lên, ví dụ 2 3 năm chán hình này chơi là hình khác luôn, vẽ là cái là hình gì hết, tung cái tranh ra là thì nó không bao giờ bị người ta ăn cắp đó. Mà hơn nữa mới đầu mình lựa cái tranh mà nó có cả ngàn năm trước hay là mấy trăm năm trước không dính bản quyền á, mày thấy nó nhiều cái tranh bản quyền mà in cái nó phạt chết luôn, cũng cả tỷ á, tuy nó xấu xấu gì mà nó làm cả tỷ đồng bản quyền, mày in tụi nó ngoài qua nó chụp cổ nó đập mày liền, những cái bản quyền mà sau này á tao coi lại rồi, thành ra những cái cổ như thế này là cũng không có nói được, thứ này là bản quyền của bố, giữ cái thằng cha cho tắt quyền nó chết mẹ rồi, còn thằng còn sống đừng đụng nó. Dù có bức tranh rất đơn giản cả tỷ đồng mày in ra mày bán mày ăn đòn, thành ra mình sẽ đi vào cái đó. Mà thứ hai mình hình thành coi như là cái môn khí công của Việt Nam, thành ra gọi là Việt hóa, từ
từ từ chữ dân nó quen cái từ, chứ bây giờ nó chữ bác nó tưởng là cái tô mà. Rồi thằng bác đọc cổng như nào nó đọc ngược lại bác cổng đoạn đọc vậy á. Dịch cân nó không biết dịch cân là cái gì đâu, chỉ biết bài đó là tập nó hết khỏe cái gì hết cái gì thôi. Dần dần nó việt hóa dần dần, giống như Windows của tiếng Việt mình á, ngó là biết, còn cái tên nó muốn đặt sao mà đọc cho thường quá lại thì anh em mình nó qua thành cái hệ thống. Hệ thống lâu lâu gặp mặt là lúc đó ta sẽ ra một cái luật, ra cái quy định, tức là hàng năm gặp tất cả nhóm nó gặp mặt lại để thống nhất cái gì á. Dù là cái to lựa cái ngày thành lập cái môn phái là làm ví dụ tháng tư hàng năm hay tháng năm hàng năm, khoảng từ 1 tới 5 tay hay từ 5 tới 10 tay là phải họp mặt lại để thống nhất tất cả những cái chỉ tiêu trong nhóm đó, để thống nhất nhau để hoạt động. Ví dụ giờ dịch kinh năm nay là thống nhất như thế nào, rồi thái cực thái thống nhất, rồi các cái bản chân, các cái sơ đồ, thì năm nay là cái sơ đồ có gì mới không báo cho anh em biết để thay đổi. Đó là sắp đến hoạt động, rồi chuẩn bị là in, là phát hành các cái tư liệu, chứ tư liệu còn nhiều lắm, tại sao lưu trữ tới trên 10.000 tư liệu Trung Quốc. Khi mà bắt đầu hoạt động là tung ra, mỗi thằng giữ cái đống đó. Cái đống đó là nó quả cả những cái hình mà xưa rồi, hình cũ rồi tiếng tàu đó, thì thằng đó bây giờ go rồi, dịch nó dịch được hết rồi, không sợ tiếng tàu nữa, mày đưa vô dịch nó gần đúng rồi. Nếu thằng đó biết tiếng Hàn, biết tiếng Trung chút là nó đưa go sợ cái dịch cả ống sắt như không, tao đoán. Đâu cần có thằng chuyên gia nữa. Tại cái thằng go là sắp tới nó ra phần mềm nó dịch tất cả thứ tiếng. Nhưng cái thằng đó đã biết thứ tiếng đó thì nó biết sửa được. Cái dịch loáng qua nó sửa được rồi. Còn cái thằng mà không biết gì hết, dịch không có hiểu gì hết. Nhưng mà thằng mà nhờ cái máy, bữa hôm qua tao đưa cái thằng kia 1.000 trang tiếng Anh, nó đưa máy go sợ bụp là có liền. Nhưng mà tự tùm lum, nhưng mà trong nghề mình đọc mình sửa được. Thì thằng đó edit lại là làm sách bán thôi, làm sách mà lúc mà mình không có lấy bản quyền của nó, mình lấy cái ý thôi. Rồi tao sẽ làm soạn cái đó, soạn xong rồi nó ra từng cuốn một, cái dịch kinh cuốn Bạch Đồng Cẩm cuốn Tẩy Tử Kinh, tất cả các bài thi công đều có một cuốn thống nhất hết, bắt đầu ra cái khâu nó in ấn, rồi là sách vở tư liệu, rồi tất cả cái sơ đồ, cái đồ vẽ đó là phải những cái hình chuẩn trong đó phải chuẩn hóa lại hết. Thì nó cứ làm hoài việc chừng cả chục năm rồi mình ra bắt đầu thống nhất tất cả, ví dụ 10 trung tâm thống nhất múa dựng kinh một loại thôi, giống nhau hết. Khi múa cái loại chữa bệnh khác, rồi những cái thằng mà chữa bệnh này thì cái thằng đó có thể đi sâu vào chữa bệnh được, còn những thằng mà nó không đi chữa bệnh thì nó chỉ hoặc khí công căn bản, nó đi sâu vào khí công căn bản. Thằng chữa bệnh thì nó chỉ chữa cái bệnh của nó thôi, không đỡ những chuyện chuyên của bệnh khác. Ví dụ nó là từ suy thận nó hết thì nó chữa các bài suy thận thôi, không đụng tới cái lĩnh vực khác. Thì cái thằng suy thận là có cái logo riêng của nó, hay là mình có thống nhất riêng cái gì đó, ví dụ trên đó có cái lá thận hay gì đó. Lúc đó mình sẽ trong cái kỹ thuật mình, tại vì nó khi nó tới nó là khí công chữa bệnh, thì khí công chữa bệnh gì, thận, mà nói một bệnh thôi tao nói đông lắm, không cần nhiều đâu. Rồi những bệnh khác không biết thì chỉ thằng khác, thằng kia hồi trước mà nó hay là cái thằng nó đã từ bệnh đi ra, làm sao mà sai được. Thành ra mình một cái này cũng là cả đời mình sống một bệnh cũng sướng. Này giống anh thấy mày, thằng nó chỉ bệnh răng hàm mặt thôi, nó phải kiếm biết nhiều tiền. Thằng bệnh tim sao có bệnh viện tim à, thấy không? Thì một bệnh thôi mà cứ từ từ bắt đầu nó đông lên, thì thằng nào khí công về bệnh thận nó biết thằng nào khí công về bệnh tim, thằng nào khí công về bệnh vẩy nến, thằng nào khí công về xương cốt là thằng nào, thì nó giống như là ngành đông y vậy đó. Thì cả Sài Gòn hiện nay tôi thấy gần 40 học trò, 40 lò bệnh mà nó chưa đi ra nghề đó. Lý do tao gặp rồi tao hỏi tại sao mấy em có, mấy em chỉ cả, nó nói thứ nhất nó còn trẻ, nói không ai tin. Hôm qua con nhỏ là 20-30 tuổi, con nữ nó bị giãn tình mạch chân, mình nữ có mấy hai mấy bị rồi, nó tập 6 tháng nó tập hết, thì tức là nó cũng có những cái hệ thống quá để nó tập tiến tới hết. Mà vô cơ quan nó nói ai cũng không nghe, con nhỏ không biết cái đến đi đó. Một bạn bè nó nghĩ hồi cái thằng giống như là bạn của mày, mấy đứa thằng luận mặt trước giờ studio biết mẹ gì khí công đó, thành ra khó vô cái lĩnh vực bạn bè cũ của nó lắm, nó coi như thằng này là gà mới vậy đó. Thì ngay cái đống đó nó không tin thì làm sao những người khác tin. Như tao, chính tao dạy khoảng 10 năm chứ 20 năm sau chính bản thân của tao nó mới tin tao rồi. Còn mới đó
Ô, thằng này biết cái đất gì, giống như nó học cùng lớp với mày hồi lúc phổ thông, nó biết khỉ gì cái công, thấy không? Nhưng bắt đầu một năm thấy vẫn, nó vẫn làm, 2 năm 10 năm vẫn làm, 3 năm vẫn làm, 10 năm thấy vẫn làm, bắt đầu lên bạn chính bạn 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 sát cánh mình là hồi trước không tin mình bao nhiêu, rồi tới trong gia đình luôn, tao vậy con tao là sau 20 năm là 3 năm 4 năm cuối nó mới theo, tức là tao trong trong gia đình tao là 16 năm con tao mới theo, bị giỡn đó, cái người ruột trong gia đình đó. Còn ở ngoài bạn bè là 40 năm 30 năm sau nó mới theo, cái bạn tao ở dưới phổ thông là cách đây 40 năm, năm nay nó mới theo, là 40 năm sau là cái thằng mà bị cái cổ á, cái thằng mà thằng Việt, thằng Nguyễn Tuấn Việt á, nó bị cái cổ nó gặp đau em, là bạn cách một cách này 45 năm, năm nay nó mới qua nó học chữa bệnh. Rồi bạn ở trong xóm tao, quê với tao Đà Lạt rồi, hồi bé hồi 14 tuổi, năm nay mới qua học chữa bệnh đó, lúc mà mình thấy là trúng rồi đó, cái nghề mình cứng rồi đó. Đó là những cái minh chứng là một. Thứ hai là khi một cái nhóm nó ra đời thì cái danh sách mà về mặt tổ chức có thằng lo cái đó, mấy cái ID của từng thằng, thì lúc đó tao sẽ đánh cái ID trên áo, được cái ID là phổ biến hết trong nhóm, trong nhóm mà anh em lâu dài thì nói chữ ID với thằng đó là nó chữa bệnh thận, thằng đó ai chữa bệnh gì. Ví dụ ta đặt từ 1 tới 40 ông đó, rồi thận thì nó có một cái nhóm, ví dụ thận là tiếng tiếng Việt là chữ T đi, thấy không, thận hay TH đi, ví dụ như để TH thì trong cái ID TH là những thằng nào, rồi ID tim là cái nào, thì những cái ID nó có cái mã đó, ngó biết liền, sau cái logo nó có cái mã nhỏ dưới này, có cái giống như cái tên dưới cái tên nó có cái mã, rồi là anh em biết thằng đó nói chuyện đó, mà không thằng nào xạo được nào, để cái mã nó hiện ra, anh thằng nào cũng biết, giống như tù công an mà nó có cái biển số vậy, biết nó làm cái gì hết rồi. Thì lúc đó chừng vài năm sau nó cứng rồi. Tại vì tao theo cái mấy cái môn, mấy cái ông sáng lập ra các môn võ thuật á, là mới đầu nó cũng đùng lum á, gần 100 tới 300 năm, tụi tụi Nhật là 300 năm nó mới hệ thống hóa được, 300 năm cái môn nó không sáng lập, cái môn là 300 năm nó mới sáng lập, nó mới êm được. Thì lúc đó nó có cấp cấp nhỏ, cấp lớn, có lớn, rồi quần áo gì, quần áo sao sao, thì tự động là cái nhóm tụi bay hình thành. Phải, tao tao làm cái này thôi, sau cái nhóm tụi bay chừng 20 năm nó ra cái hệ thống này, nó ra cái hệ thống gì đó thống nhất, sửa tới sửa luôn. Bởi vì mấy cái ông mà sáng lập mấy các môn nào ông nhỏ ông đâu có làm được, đệ tử cũng làm không, mà Phật cũng vậy à, sách Phật hồi Phật đâu viết kinh đâu, đệ tử sao nó viết lại, thành nó có mấy chục cái môn lận, mấy mấy chục cái đạo Phật là mới một đạo thì nữa mình y chang vậy đó. Nhưng mà phải có một nguồn đó, nguồn nó ra nó đẻ ra. Thì lúc đó là ngồi cứ cứ từ từ soạn 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 soạn, thứ nhất là mình luôn luôn mình để chữ là phổ biến, là mỗi cứu giống như một trường đại học nó có sách nó bán cho sinh viên á, thì không bông bên ngoài nó không được, nó nói mình sai được, cái này tên chuyên đề tụi tụi ta học mà, đại học có nhận thấy sách đại học học vơ có bán ngoài không, sách mấy như là đại học là khoa học Sài Gòn nó có bán sách ngoài không, không vẫn có sách, à sinh viên nó cầm thằng cuốn đó, thì mình giống y vậy đó, mà cái Mỹ tưởng sinh viên ít hả cái tèo á con, mà thứ đó là nó cần thực tế hơn những cái thứ mà bán ngoài tiệm sách. Tiệm sách là cái thứ mà cấp thấp, biết sơ sơ thôi, cũng biết sâu là phải các trường đại học bắt nó sách nó mới giá trị đó. Trường đại học toán là sách toán này, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, thứ tư, trường đại học dược dược trường đại học y sách đó mới giá trị hơn sách mà y khoa bán ngoài đường. Thì mình là cái nhóm đó, mình tự hình thành, tại vì nếu mà mày chờ giấy phép nhà nước mà ra thì không bao giờ hình thành được hết, nó phải từ manh nha, nó được cái học trò nó thấy hay nó mới biến thành sách, sách cái sách đó mới giá trị, sách đó là sách chuyên môn rồi, thì là cái nhóm mình tự làm, chứ mày chờ hả, chờ chừng nào ai ra sách là học tới đâu chơi tới đó, thì bắt đầu chừng vài năm sách nó cải tiến rồi, hồi đó dở quá sửa lại giống như mấy sơ đồ của tao, cho sửa 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 dần 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 update lại. Và nhớ thứ nhất là giữ luôn cái bản quyền của môn phái, tất cả cái đó phải giữ cái chữ cái môn, tức là môn khí công Việt Nam thì hiện động trong tất cả cái giấy giấy tờ đó, sau đó lại thành bản quyền, tất cả tụi bay soạn này cái bản gốc của tụi bay là bản quyền không, bản quyền sau này ví dụ chụp 20 năm là cái bản quyền của khí công Việt Nam, nước ngoài lấy cũng phải trả tiền, tất cả những cái bản vẽ bản gì mà tầm tiếng Việt không,
Minh soạn ra tao hỏi mày nước ngoài sao có cái bản chân như cái bản mình vậy, nước ngoài đâu có cái bản mình vẽ Trần Hi Di ra mình viết, mà trong đó là tao quy định những cái nào mình viết, ví dụ cái bệnh Trần Hi Di mình vẽ vậy, cái nào mà nó thực tế chữa được thì đập in đậm lên hoặc in xin xin, giống như cái thức tiết chính nó chữa đỏ mắt là in xin, là chữa đỏ mắt là đúng, tập rồi là con nhỏ tên nào có nhỏ là con nhỏ nó tập hết, thì cứ mỗi năm vậy thành ra cái chữ nó mới đầu nó đứng mà nó xin xin dùng xin hết là này đã thực tế kiểm tra tập và hết bệnh rồi, thì tư liệu nó rất là giá trị chứ không phải tư liệu mà in cho đọc cho chơi như ngày xưa nữa, cả kiểm chứng người ta tập đã hết, người mỗi được hết là tất cả những thằng trong nhóm, trong nhóm luôn mà mỗi lần họp thằng nào hết bệnh báo mày để mày in xem vậy đó, thành ra cái năm dù là cái tu chân đồ hay cái gì cái nào mà bắt đầu thực tế quá thì trong cái mấy cái tài liệu trên mà trên tụi bay là quy định là in xuyên là cả kiểm chứng, là không in xuyên là chưa kiểm chứng, ví dụ vậy. Thì trong nhóm ấy là thì mỗi năm cái tư liệu bay càng giá trị, mà nó thấy tư liệu là tụi nước ngoài nó sẽ nể, tại sao có kiểm chứng thực tế tức là lâm sàng chữa đã hết bệnh, dù ví dụ là dịch kinh thức thứ mấy thứ thứ mấy rồi dịch kinh để chữa bệnh được gì được ghi ra, kiểm kinh ta tính đã gần 20 bệnh rồi mà mình kiểm chứng chứ không có theo sách à, sách nói kệ mày à mày, nhưng mà tập hết kìa, cho đó ai làm chứng chỉ trong ngành mình biết thôi, ngoài đâu có làm chứng được, nhiều lắm, mà giờ tao ngồi tao đang thống kê lại nó dài mấy trăm lời bệnh luôn, mà đâu có ai ngồi thống kê đâu, tao rồi thống kê rồi tao mới đưa ra rồi quy định trong mấy cái đó, rồi trong cái mấy cái đường kinh á, đường kinh cái huyệt nào mà nó tác động trong trong sức khỏe nhiều nhất, ví dụ kinh phế trong cái đường đó thì tập chỗ nào là thấy hiện rõ là cái kinh phế nhất trong mấy cái huyệt đó, cái đó là huyệt khí, xong kinh khí, cái đường kinh khí nào ví dụ mình khi mình tập bắt đoạn cẩm mình uống ra cái đường kinh khí nào đó, nhất là cái đường đó đó, còn cái dây khí mình còn mình đứng xuống hai chân xuống tấn rồi cái mép ngoài là cái dây khí, thấy không, mình để hai cái mép ngoài cái dây khí khác, hai cái mép đứng trong cái dây khí khác, cái đường căng đó khác, cái đường căng đó là mình cảm nhận trong sơ đồ kinh lạc ghi ra luôn, cái đường nó mới chính xác, còn cái đường mình á, bởi ngày xưa nó dùng cái cảm nhận chứ không phải như thần Mỹ chụp hình đâu, thần Mỹ là cảm nhận theo cái máy đo về nhiệt độ với cái độ căng trong các cái tế bào, nó đo ra rồi nó đo cái âm thanh với tần số của cái sóng não nó tạo ra, nhưng mà sóng não đâu phải là cái đường đó. Nó sai vào đó, đó cái sóng não mà là cái đường đó, cái đường khi mình gồng lên hoặc cái tay phóng khí là cái cảm nhận trong não, mà cái đường nó mới trúng, mà cái đường trong não nó không bao giờ ghi ra được bằng máy móc hết đó. Cái đường vô hình mà, ví dụ cái sự đau làm sao mà chụp được, cái tay mình hít về làm sao chụp này để vậy, nó tao nó có hết mình chụp sao thấy, ví dụ để mình tôi thấy hết mà mình chụp không có thấy, rồi cái tay mình để sao tờ giấy nó hít tờ giấy, mẹ lấy cái gì chứng minh, nó đâu phải là từ trường, nói từ trường không phải từ trường là hít 500 đến nó hút sắt chứ đâu phải hút giấy, đúng không? Thế nên cái thằng Mỹ nó nói là từ trường nó phải, cái tay mình hút giấy mà đâu phải cục sắt nó hút bụi sắt đâu, mà mình hút những cái vật chất thường, cả vật chất này nó hút đâu, tại nó nặng nó không bay lên thôi, rồi nó hút vật chất, những cái hút vật chất nó cái từ trường là lại từ trường gì, đâu phải từ trường theo kiểu của Mỹ của khoa học từ trường, tức là nó hút được sắt, đúng không? Còn cái tay mày nó hút đâu phải hút sắt cái đèn, cái ngọn đèn mình hút cái ngọn đèn, thấy không, cái bóng của cái ngọn đèn để từ xa nhấp nháy cái ngọn đèn nó hấp theo, cái đó là cái gì, cái đó sống gì đó, phải nghiên cứu lại. Thằng Mỹ không bao giờ trúng, bây giờ Mỹ nó sợ rồi, nó để nguyên si hết các từ của Trung Quốc luôn, nó không dám dịch nữa rồi đó. Cái cảm nhận đó, cái nội kinh nó là sao, là nó có cảm nhận bên ngoài, nó biến thành gọi là ngoại phóng, cái tay mình hít nó trong độ trình nhất chứ thiện, nó gọi là ngoại phóng, tức là nó có một năng lượng phóng ra ngoài mình cảm nhận, cái đó ngoại phóng, còn cái đường đi trong trong này là nội thu ngoại phóng, nội thu á ngoại phóng, tức là ở trong đi đi ra là từ nó phóng ra, còn khi mình tập đó là ngoại thu nội trình, kinh là cái đường nó hút vô, còn ở trong này là nội xuất ngoại phóng, ở trong người nó xuất ra, để ý có hai cái chiều nha, cái chiều có một chiều là mình lấy năng lượng ngoài vô, tập nội kinh phải để ý,
Thì phóng ra là nó tiêu hao năng lượng, mà còn mình lấy vô là nó tăng lại. Nó còn phải có, trước khi mình phóng ra mình tập 3 lần phóng rồi mới tập 7 lần thu, thì cái nó cái cảm nhận không có mất, không là ngồi mất mẹ hết, nào ngồi theo mất tiêu hết là vậy, tại vì lo phóng rồi quên thu. Thì cái bài nội trình nó vậy đó. Mà cái từ Việt Nam, cái từ Trung Quốc nó diễn tả cái vô hình của não rất là khó, bởi vì Phật giáo nó mới dùng cái duy thức để nó mô tả cái suy nghĩ con người thành mấy cái. Thì còn cái khí công của mình nó có những từ chuyên môn trong đạo giáo nó mới mô tả những cái chuyển động trong cơ thể được. Còn mình dùng cái suy nghĩ nói không bao giờ trúng được. Còn những từ chuyên môn khó nói lắm. Nội thu ngoại phóng, để vậy là cái gì? Ở trong thì thu vô, ở ngoài thì phóng ra. Cái tay mình nó phóng cái gì ra? Nội thu là người ngồi gì tự nhiên nó hút vô. Hai cái từ đó. Nội thu tức là mình lấy khí vô. Vậy không đi mình ngồi im và thả lỏng thì thấy nó thúc vô, thì giống như ngủ á. Nội thu là khi mày phải thả lỏng ra mày mới thu được. Còn ngoại phóng á là như trong được, giống như là xuất tinh, bộ phận sinh dục xuất tinh thì tay nó phóng ra giống như cái trạng thái đó, nó hút cái năng lượng mình chà. Khi mình phải tập trung, mà khi nó ra ngoài nó phải có cái đường thu vô lại, nó phải đi một cái vòng tròn thôi mất hết. Nên hai cái đường thôi nó luôn luôn thành vòng tròn. Mà cái tay lúc là khi nó phóng ra phải nó có một cái vòng tròn để nó về, khi nó phóng ra nó phải có một cái đường tròn, tức là quỹ đạo về nó đâu, mày phóng ra không có đường về là mày mất hết, là đi tán ra ngoài vô cực. Thành ra cái tay phóng khí nó để dài, tức là hai thằng nó đi qua đây, nó qua cái ngực mình, nó qua cái lâu cung, mà muốn qua qua cái lâu cung thì nó qua cổ tay, qua hai cổ tay, nó có những huyệt các bạn là nội quan ngoại quan. Bởi vì ngày xưa nó nghiên cứu những cái huyệt đó rất quan trọng trong nội trình nhất chi thiền, nhất là nội quan và ngoại quan. Nội quan là ở cái mặt cái cổ tay phía dưới, mà cái cổ tay phía trên, còn cái cùi chỏ là ở trên này là cái khúc trì, ở dưới là cái thiếu hải. Tại sao có bốn huyệt đó? Huyệt đó huyệt phóng khí không đó, trong nội trình nó xài thôi, mà sao cùi chỏ hết rồi, trong ba không có không khí, nó chỉ từ cùi chỏ ra tay không à. Còn ở dưới là đầu gối, đầu gối xuống nhũng tuyệt. Yeah, đầu gối nó hai cái mép ngoài mép trong, thấy không? Hai cái chân mình đứng mép ngoài là có cái đường căng ngoài, đứng mép trong rồi căng trong. Còn cái tay nè là ở dưới, ở trên cái lòng bàn tay lâu cung nó đi qua cái khúc trì nè, còn cái dưới cái lâu cung cái ngoại quan ở trên cái lâu cung trên này, nó đi vô cái thiếu hải ở trên, thì có bốn cái huyệt ở trong nội khí nó để nó đi vòng tròn ngoài để nó duy trì cái dòng khí đó. Còn cái tay để về cũng phải qua hai lâu cung, phải qua hai cái vai, qua chắc chắn qua đại truyền, nó còn qua còn lại. Mình nó nhớ nè, phóng ra là ba âm, bởi vậy để ý con coi lại cái bàn tay nó là ba cái âm nằm ngửa, còn ba cái dương nó nằm úp, nhưng mà cái chân á ba cái dương nó nằm trên, mà ba cái âm nó nằm mé, hai cái âm mà hai mé rồi có cái điểm nằm giữa đó. Thì khi mình tập phải nhớ ba cái âm là nó ở hai cái mé chân với cái nó nằm ở giữa, còn mấy cái dương nó nằm ở trên này, nó nằm trên cái mặt lưng không ạ. Thành ra để ý là khi mình chuyển khí phải đúng cái đường đó thì khí nó mới đi, còn mình tưởng tượng sai là cái, tức là tim nằm đâu thì cái suy nghĩ đúng đường tim thì mới đi. Cái tay mình để ra, khi mình xòe hai cái tay ra thì mình thấy nghĩ nó có ba cái đường âm là ba cái đường giữa, đường này nó co lại thứ ba đường âm như vậy. Cái này là phóng khí âm này, còn phóng khí dương thì chỉ có thằng này thôi. Ừ. Hai thằng này với một thằng này, đó không? Ba thằng chi cục nó dạy cho nè, là dương đó, tức là ở dưới nó ra thì ở trên nó đi ba đường rồi nó vô, và ở trên này ra thì nó ở ngoài vô, nó hai chiều. Nếu ở đây nó ra thì nó ra ba ngón này thôi nha, nó không có đi mắng nó rồi đi xuống đây thì nó lại vô ba ngón giữa, nó đi vậy thì phải thuộc về dịch cân kinh. Rồi dịch cân kinh bởi vậy khi học tới phóng khí phải thuộc hết kinh lạ, không phóng khí phóng gì mà phóng theo đâu. Cái tay lắc hồi cho học ba thức kế của cái la khí, tức là nó thu phóng khí là cái bàn tay ngửa ra thì ba kinh âm nó ra, rồi ba kinh dương nó đi ở trên, ba kinh âm ở trong ra, ba kinh dương ở ngoài vô. Còn chân thì ở trên xuống, ba cái đường ví dụ là nè, âm nó nằm đây à, đây là, cái này của gan nó đi trong này, còn bên này cái mép ngoài này của tỳ nè, cái mép ngoài là của thằng nào đó, nó đi cái mép ngoài không à, xong nó tới cái ngón này, xong đứng này ở trên có hai cái ngón này, cái ngón thứ ba nè, ngón giữa không xài, cái chân ngón trên là một, ngón thứ tư là hai,
ngón thứ ba, ngón thứ ba là ba nó nằm lại, thấy không? Mấy cái này là từ trên nó đổ xuống cái ngón chân, chân phải để ý ngót kỹ cái đường chân. Bây giờ tao hay vẽ cái đường đậm để biết cái khí nó đi xuống chỗ nào, nó vô chỗ nào. Dưới âm là dưới này nó lên, đây là âm lên, này lên, thái âm tỳ nè, thiếu âm tâm, thiếu âm thận. Còn một thằng là huyết âm gan đây nè. Ba cái âm phải để ý, ba cái âm là cả ba cái nào, ba cái dương nào thì kim ra, thì cái nào vô, cái nào phải theo, phải trong đầu phải tưởng tượng đúng ba cái kinh đó thì nó mới ra tay, mới ra chân được. Ví dụ lấy khí từ chân lên thì thu vô là cái đường nào, nó ra cái đường nào, tức là phải tưởng tượng ngồi khó cái bằng chân vẽ cái đường kinh, mà tưởng tượng hoài rồi nó mới lên tới lưng. Lên lưng đây là nó lên tới lưng là bắt đầu nó muốn mà nó bốc lên, lên nhâm đốc mạch nó phi qua mạch đới hết, nó lên là cái giống như cái tay cái chân mà lên tới cái háng, lên tới đây nó nguyên một đường khí lên, là nó thành vòng, nó xoáy thành vòng tròn nha, qua cái đới mạch nó nhiều, đới mạch thì nó đi ngang cái mệnh môn, nó lên đập theo đốc mạch qua cái bụng nó lên nhập qua nhâm. Thành ra khi học tĩnh khí công cũng lợi là vậy đó, khi biết cái đường khí, khi mình học cái hai bên mà nhập lại thì mình tập mới ra thành nội kính chứ thiền, là gần như cuối phóng khí là mình giỏi về kinh mạch với khí âm khí dương trong người, rồi mình nhập ba cái đường âm nó nhập thành một đường mạnh, ba đường âm nhập một, ba đường dương nhập một, thì cái đường ra nó thành một cái tuyến mà nó ra cái tay cái lâu cung mình giống như cái lòng cái ống cống, cái trục giữa là lâu cung á, tất cả khí thấm qua tay đều đi theo một cái trục giữa qua lâu cung đi ra ngoài, giống cái tay mình là cái ống cống, cái tâm ống cống là cái lâu cung mà, tất cả nước mà nó thấm qua cái ống đó nó đều vô tâm hết. Thành ra khí tất cả cả tất cả khí vô tay đều gom lại một, là tổng số khí vô tay là tổng khí nằm đo được ở lâu cung, tổng số khí ra khỏi tay cũng đo được ở lâu cung, còn khí đi ngang đó là đây, khúc trì nội quan lâu cung trên lâu cung dưới, làm những cái điểm là ở ngoài đi xuyên ngang chứ không đi theo tổng số, thu ở ngoài trời nó có thu vô, còn vô nó chảy trong đường ống là nó ra lâu cung đó. Mà khi nó chảy vô đường ống mình đẩy ra nó vô ra qua đường ống là qua cái lòng cũng còn cái chân nữa. Tất cả nó thu vô cũng qua mấy cái lưng bằng chân với cái lòng cái dũng tuyệt, rồi nó vô cái gối, gối là mấy cái việt hợp ở trong dịch căn kinh, hợp là cái gì, là nơi nó gom khí lại tất cả hai cái khí nhiều nhất là ở cùi chỏ với đầu gối không à, tất cả khí của mình phóng ra là từ đầu gối phóng, thu vô nó gom vô gối, còn phóng ra là từ cùi chỏ nó phóng ra, còn thu vô từ ngoài trời thu vô cùi chỏ, dưới đất thu vô cái gối à, cái tụ hai cái đó lúc xài lấy từ đó ra, từ gối kép đưa lên tay phóng ra, mà khí phúng phóng ra tay phải lấy từ dưới đất chứ không có tự nhiên trong người phóng ra từ dưới đất, nó lên cái gối, gối xong nó lên cái háng, lên mấy cái nhâm đốc mạch, quậy qua nhâm đốc hết mới đổ ra. Nhâm đốc là cái hai cái mạch chính bắt bắt buộc tất cả chân tay muốn, rồi chân muốn ra tay phải qua đốc nhâm đốc hết, mà nó tới thắt lưng phải qua đỡ mạch đó, còn lên đây phải qua gì, khúc ngã ba đại chùy nè, hai cái vai với cái cổ, cái chia ba đường thành năng khí từ đó mình phải chia ba ba nhánh, ở lưng cũng ba nhánh, hai cái chân với cái cột sống có ba cái nhánh, thành nó gọi là ba cái nhánh khí đó nó chia ba đường không, thành ra cái tư tưởng mình nhập lại một đường là mày sai, tới lưng là nó chia ba đường, tức là cường độ nó chia ba chứ không phải là mình nghĩ là 10 là 10 thôi, ba 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 lên tới ba 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 chứ không còn lại một nữa. Thí dụ mình đang vận khí từ lưng lên là một, mà tới đây phải là 1/3 nó ra tay, 1/3 lên đầu, à, muốn ra tay thì phải chặn lên đầu và có ý chặn cái chỗ này, mà không chặn là cái tay ra đó, nó chào lên đầu, còn không chặn ở dưới là bích là hậu môn, mày bích hậu môn thì nó không chạy xuống lưng, nó chạy ngược xuống dưới, còn cái đầu mày phải nhướng hai cái gân cổ thì nó không cho lên đầu thì nó mới cào ra tay phóng khí mới đủ. Thì lúc mà phóng khí mà quên mấy cái đó là sai hết, cái đó trong tĩnh khí công đó chị, còn động không đâu có nó. Cái khi bởi vậy khi mình học phóng khí vừa thằng mà kiến thức phóng khí yếu thì nó nghĩ là khí nó đi vòng nó quên là nó mềm, còn mày khi mà lên nó đi hai đường, dù ra tay mày cứ nghĩ còn bên trái còn bên phải đâu, còn khi nó lên tới vai nó còn lên đầu đâu, mày không nghĩ mà cái lo bận nó dí với tay không, còn cái đêm đầu cái đầu ra lệnh thì chặn khí lên đầu lại, tức là tôi nhướng cái lông mày lại chặn nó đây,
rồi ở dưới lưng là nhíu hậu môn nó không cho nó trào xuống dưới, còn hai tay phải để về phải tưởng tượng nó ra thì phải chận ở cổ và chận cái đường xuống dưới, tức là cái hội âm phải khóa lại, trên này phải khóa phong phủ lại, tay nó phóng ra chứ. Còn nếu mở phong phủ thì phải lấy khí bách hội xuống phụ vô cái tay, tức là cái tay mày phóng ra, mày muốn tăng thiên lấy khí trợ, lấy thiên khí thì phải mở bách hội cho nó hút vô cái trên đầu đi xuống, mà đi xuống theo cái đường nào ra phụ vô, còn lấy địa khí dưới lại ở dưới lên lưng phải ra cái tay, phải chia 1/3 ra tay, tức là thiên khí địa khí. Cần năm phóng khí nó có hai loại, mày phóng thiên khí không là chữa cái khúc đen, tại thiên khí trên đầu nó xuống tới tim mà cái hận nó mô nó hết rồi, còn địa khí á nó lên tới hận nó mô cũng hết rồi. Bình thường người ta khi mà lấy thằng nào mày bệnh mà thiếu bệnh về tim thì mày lấy thiên khí mày chữa nó, phóng khí là mày chữa nó. Còn nếu mà nó bệnh về ở ba cái tạng phủ dưới phải lấy địa khí chữa nó, thì ba cái thằng dưới này là địa khí mà, thằng thận nè, thấy không, cái chân mình nó dính nó ba đằng, thận gan nó tỳ vị, tức là thận gan với bao tử là nó lấy khí đất, thì bệnh nó phải lấy khí đất chữa nó. Mày phóng khí từ thiên xuống là không chữa, lấy khí đất phụ đưa qua nó, khí đất cho mày lấy ba từ ba ngón chân, là ngón cái là tỳ, gan thấy không, ba hai ngón này là chính, là ngón cái ngón này là lấy khí, lấy địa khí nhiều nhất, rồi lấy từ lòng chân dũng tiền. Lúc mày tập là phải lấy khí từ ngón trỏ, ngón cái và dũng tiền, mày lấy khí âm vô đó, còn xả ra thì chắc chắn là cái mép chân nữa, thấy không, mép chân và cái mép trong là mấy cái khi nó xả ra là chịu, là hầu như là cái mép ngoài tỷ xả ra, cái mép ngoài là bụng đái tức là xả độc không, thành ra mà lấy khí xả độc vô là chết, lấy khí từ đây vô nha, thanh thiên cái khí tốt đó là phải từ chỗ này, còn cái chỗ mà cái bụng đái nó xả ra là cái mép chân. Thành ra khi mình lấy khí mà lấy từ cái ngón cái ngón trỏ mình đem vô, còn đi xả ra phải mép chân, xả ra cái đó là khi mình học về phóng khí, nội khí phóng khí. Còn thường đó là chuyển đường căn, cái là chuyển lực là nó chỉ trụ hai cái chân là nó quất ra thôi, hai cái chân quất ra thì nó có hai cái mép ngoài, cái đó là lực, cái lực nó khác với cái khí á, dây lực khác. Thành ra cái tụi cái người võ thuật nó là dùng lực thì nó chỉ làm điểm tựa chứ nó không ý về khí á, thành ra hai cái nó ngược nhau. Nếu mà nó chịu cái đó, nó chịu cái lực là cái mép chân, nó chịu nguyên cái bằng chân xuống tấm, nguyên bằng chân là hai tất cả cái gì bốn chu vi bằng chân nó xuất lực ra, còn mình lấy khí hướng nào thì chỉ chịu mép đó thôi, khác nhau. Thành ra cái thằng võ thuật nó học khí công nó lộn xộn lắm, và nó tập hồi nó mất khí là sao, cái chỗ mà đem khí độc vô nó cũng đem nó đem hút vô người nó là chết mẹ nó rồi. Thành ra hội tập hội nói không mất hết khí, tại mày, tao hỏi mày khi mày lấy khí vô mày lấy con đường nào, còn mình mới học thì cũng tưởng tượng dưới đất lên thôi, còn mày học sâu rồi mày lấy đất lên mày lấy cái nào còn tốt, mày lấy cái xấu, mày lấy cái khí mà trong bụng đái xả ra mà đem cho người chết mẹ, cái đường nó đường của bụng đái là đường nó xả độc trong người, nó theo cái bụng đái xuống đất, bụng đái là nơi xả độc trong người thì đái ra, còn trong là trong khí độc trong người nó xuống cái mắt chân nó xả xuống đất. Còn gan là nó lọc máu thì lấy khí từ này nó đem lên, nó lọc máu từ ngón cái nó đem lên, còn cái ngón trỏ của ngón chân nó là bao tử nó xuống lấy khí đất lên nó nuôi bao tử, thì ở đây mày hút cái này thì lấy khí nó hút đi ngược lên nó nuôi, còn gan cũng lấy lý ngón cái lên nuôi, còn nó xả độc phải đẩy xuống ngón hút. Thành ra trong đầu mày tưởng tượng sai là loạn liền, tập không thấy nữa. Mà hãy tập như vậy, một ngày âm, ngày dương, ngày âm, nguyên năm này chả được cái gì hết là vậy. Thành ra những thằng mới nào học về chữ cứng kinh, về lực á, thì nó không để ý cho đó. Nhưng năm thứ hai, thứ ba phải để ý cái đường khí. Thì lúc đó cảm nhận khí mới lộ ra, hồi nãy mày nói tao biết rồi. Mày đang lộn xộn chỗ đó, thành ra nó lúc mất lúc không. Cái khí mà tốt thì lấy đường nào nhé. Mày lấy hết 5 đường, 6 đường chết mẹ tao rồi. Rồi lấy khí dương thì sao, trong người nó đang lạnh thì lấy khí nóng, mà trong người nóng phải lấy khí mát, chứ không phải muốn lấy gì lấy.
lấy một cái không có, tức là mình lấy, tức là mình mà chưa tay nghề chưa cao, giống mình lái xe mà lái ẩu vậy đó, quẹo trái thì quẹo dày á, rồi nói tôi muốn cái này kệ tao, muốn này kệ tao, đâu có được nổi, mình muốn quẹo phải thì kéo cái này qua, cái trái thì kéo cái này qua, phải không? Là mày rõ ràng mày biết lái, thì cơ thể có đường khí dương mà chưa cảm nhận sẽ lộn xộn cho bạn, khí xả xuống 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 đất là của vùng lái xả xuống, còn của gan nó đem lên nó làm tươi máu ra thì lấy chỗ nào, muốn tươi là khi luyện lấy tươi, lui khi luyện xả độc gan là xả chỗ nào, xả gan là phải xả khác, xả gan là mày buông, không có chấn mạnh nó, không có đè cái mép trong, đè nó đang hút vô, rồi mày thả lỏng thì nó xả, thấy không? Đấy thành ra cái khí mình, khí mà lấy vô người là phải mày luyện từng kinh mày mới cảm nhận được. Ví dụ như cái kinh bụng đái, bây giờ mày dậm, bây giờ mày đang mày coi cái nước tiểu mày đang mày dậm hai ngoài mày đứng họ, rồi mày buông thả họ, nước nước tiểu nó có vàng lên không, tức là nó có âm có dương ở cái mép chân đó. Còn đứng mép chân mà gọi là khiên đồ một mép chân đứng lâu rồi ra, đúng không? Ví dụ như cầm cái bao gạo mà đứng trên cái mép chân đứng một tiếng thì cái mép chân nó có một cái ấn xuống không, nó không có cái thu vô. Còn mình đứng vậy, tư tưởng mình để mép chân vậy mình lật qua là nó đè, không lật là nó thu. Đó, thì thành ra cái bằng chân mà ví dụ mày muốn xả không thì phải lật lên nhà nó xả không. Còn không xả để vậy hết. Vậy. Còn không biết mà đứng hoài thì chết mẹ. Cứ tưởng căng là nhiều thì thành ra cái nhiều người đó nó nghĩ như là lực á, muốn nhiều là căng nhiều. Trong khí công không có, phải có âm có dương. Còn mày tập một cái hoài cái mà ủa sao có lúc nó có thiếu không, là lúc nó vậy hết. Nó không có đồng đều. Thì đang những cái kinh nghiệm đó là mình tập bắt đầu mình ý thức, cũng như buổi sáng vậy, nó đơn giản rồi. Mày tập khí công như vậy. Tại sao có bữa khỏe bữa không? Tại mày tập đó là mày tập bắt đầu mày tập về lực chứ không khí rồi. Khí luôn 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 khỏe, không bao giờ có mệt, không có ngày nào mà mệt được hết. Lấy khí là sao? Ví dụ mày tập dừng kinh kinh, ví dụ dừng kinh mày dơ lên và đè tay để xuống được. Khi một cái tay mày hít vô, ở ngoài người ta hít vô hít không khí, mình không có hít vô, hít hai giây thôi, cứ quơ vậy chờ cái khí nó tự động nó rút, mình ngưng thở thì nó có rút hoài, vẫn muốn hút mà hồi nó muốn thở ra nó thở ra. Cái đó là luyện theo thở khí, hô hấp khí. Còn không thôi mày đòi xong là không bao giờ mày cảm nhận được khí hết. Cuối cùng thành lực, thành ra mày tập căng ngay, mày tập xong nó mệt lắm, tức là nó thở hồng hộc à. Còn tập khí hả, một tiếng cũng không có thở hồng hộc, dù hít được 100 cái á. Còn cái kia mày tập mà khi mà mày hít số lượng tăng lên mà mày thở học là sai luyện khí rồi. Trong khí công càng dài tức là càng nhiều lần lên càng không có thở dốc. Còn càng nhiều tăng số lần mà thở dốc là tập khí công sai rồi. Để tập nhiều lần mà thấy vẫn bình thường nào, ví dụ 1, 2, sao thở dốc được? Còn mày gạo, là cái mẹ, người ta tất gồng là gồng cái hơi trong chứ không phải là cái cơ ở ngoài. Tức là trầm cái hơi vô bụng, xả cái hơi trong bụng, khi nó dơ lên một chút mà gồng là người ta gồng là cái cơ, còn mình gồng cái khí là kéo khí nặng vô cái bụng, xả cái khí bụng ra, kéo khí bụng mà có hai loại khí. Cái khí mà khi mình hít vô là tư duy sinh sống lên cái đầu, nó trào lên đầu, cái đó là một đường riêng. Khi mình thở ra là mà cái đường riêng phía dưới nó chạy xuống chứ không có lấy đường trên phía sau mà chạy xuống à. Ví dụ hít lên cái đầu rồi xong rồi cái chuyện thứ hai là cái phía trước nó xả là cái miệng chứ không phải là của cái mũi nữa. Nó có hai đường, ví dụ thằng hít lên đây rồi cho cái hơi hít lên đây đi xuống cái bụng là sai rồi đó. Đường hít là hít, đường ra là đường ra, không có hai thằng nhập một được. Hít lên cái đầu à, mày hít nhẹ nhẹ trong đầu, hít ít nhưng mà cái khí nó đi rất là lâu, hít một giây rồi thấy là dưới xương cùng nó chạy lên đầu, lên đây cái mạch nó căng lên, lên đây cái mày xả cái mạch rồi dưới bụng gồng cứng cái bụng thì nó mới xuống, nó cứng cái ngầm bên trong á chứ không phải là hít thở. Thấy tượng đường làm dưới giống như cái ở lúc mình nó có một cái luồng khí nó phun lên trời vậy, thì cái đầu nó căng lại rồi lên đây á, là xong, không quan tâm nữa, quan tâm cái chỗ xả là thấy bụng dưới nó nặng
đó cái này nó nặng xuống ở dưới bụng nó đẩy cái xì xì ra ngoài, thì hai cái đường nó khác nhau nha, thì mới khỏe. Còn trộn hả, lát rồi không biết không thấy gì hết. Thành nên nhiều người tại sao có thái cực nó có hai, nó có chia làm cái hình trục tròn vậy, nó không cho bên này xâm phạm bên kia nên mày cho nó quá, cái này cái ranh giới của nó mà, này cái khí mày hít ở dưới lên nó dày, rồi khi mày xuống là cái đường này là đường, cái đường khác chứ đâu phải cái cùng màu với đường này, đường này là cái đường khác, đường này là cái đường này trên xuống vậy là cái màu xanh, còn cái đường này đường màu vàng, mà đem mà lấy màu vàng mà đổ màu xanh ai cho đây, nó trong thái cực nó đã có cái ranh giới để cái ranh giới vậy, mày không thấy rồi mày cho mày cho qua là mày bệnh chết mẹ mày luôn, tức là người bên trái thì cho qua bên phải sao qua, cái ống máu bên này sao chạy qua ống máu bên này được, ống máu bên phải là ống máu bên phải là chỉ có máu bên phải đi thôi, còn máu bên trái mất ra đi, mà lấy cái này đổ cái này rồi trái mặt nó liền. Thành ra tại sao tay trái mày chứ tay phải nó khác nhau, nó đối lập mà nó đâu có giống nhau, nó phải trùng khắp như chồng lên như được đâu, nó ngược. Rồi mày tưởng tượng giống nhau là nó lộn xộn liền, cái tay trong này nó ra vậy, bên này cũng ra vậy, mình thấy không, cũng ra ngón cái, nhưng mà bên cái nữa nó ra cái ngón cái nữa, ngón cái nó xè bên này, ngón cái mình nó xè bên này chứ đâu phải xè bên này nè, mày thấy máu ra nè nó xè bên này, còn mày tưởng tượng bên này cái máu nó ra đây à, chết liền. Thành ra cái khí của hai tay á nó ra gì cứ theo đường kinh mà đi thôi, chứ đừng có, còn nếu mà đúng của nó mày tưởng tượng mà nó đi trái rồi vận khí ra tay trái thì phải đi ra đây, nhưng mà tay phải nó ra đây à, con cái nó mẹ nó quẹo này nè. Nó phóng khí phóng một tay cho quen, phóng tay này mà cái tưởng tượng tay này nó khác tưởng tượng tay này á, thành ra mày giống nhau là mày chết. Nên tao đưa tay nè, khí ra ba đường âm nó đi ra nè, nè, thấy không? Vậy thì còn bên này nè, nó quẹo bên này, ở giữa thì giống nhau á, nhưng hai cái mặt cái hướng nó khác, mà cái suy nghĩ nó khác thì cái hướng khác, mà hướng khác thì lấy cái khí bên cái nhiệt độ bên này nó giống đâu giống nhiệt độ bên này, mình làm sao giống nhau? Mà giờ nói môi trường thì môi trường bên này là sao nhiệt độ bên này hai bàn tay giống nhau được? Thì cái khí cảm nhận bên này khác, thì nếu mình định nhắm mắt để về vận khí là phải hai cảm nhận khác nhau, chứ không phải như nhau. Thành ra khi phóng khí hai tay ra bên này nó khác với bên khác, tức là tưởng tượng một bên lửa bên nước nó phun ra, hai bên không bao giờ y xì nhau được, thì phải tập và để tay rồi mình, tức là cảm nhận hai bên khác nhau, cái chân nhờ đứng nhẹ cảm nhận chân như ra mà sẽ thấy khác liền, cũng là đưa khí xuống chân, cũng đưa khí xuống chân và bên trái phải không bao giờ giống nhau, cái tay cũng nhẹ. Bởi vì người ta mới có tay trái rồi, theo có tay trái cầm này khác, cầm này cái khác đúng không? Bây giờ mà cầm vậy nè, thấy rõ ràng cái ngón tay này nó bấm khác, ngón tay nó bấm vậy, à cho nó bấm nó khác nhau, nó nghịch nghịch. Cầm tờ giấy đó, thấy không? Khác. Bây giờ mình cầm tờ giấy mình biết tay nào rồi, cầm này biết tay nào. Tại sao mày biết mà cầm cái khí mày lại khác, lại giống nhau? Nè, cầm tay trái biết lại tôi cầm tay trái, cầm tờ giấy, cầm tờ phải, trong não nó biết mà tay phải đang cầm cái này. Nhưng mà vận khí mày có hai thằng giống nhau là mày chết. Thì khi mà vận ra mà tưởng tượng tờ giấy là tao nằm nó nặng bên này nè, nó nặng ở bên trái, khi cầm bên phải thì nó nặng bên này, nó đâu phải nặng bên này đó. Vận khí ra mày phải tưởng tượng là khi nó ra động tay chỗ này nó nặng nè, còn ra bên cái tay trái khi ra thì cái chỗ này nó là cái chỗ gần bằng tay nó nặng nhất, chứ không phải bằng nhau, đúng không? Thành ra nhiều thằng đó tưởng tượng nó đưa khí ra bằng tay thì nó tưởng nguyên cái tờ giấy bằng này không có đâu, nó chịu ở đây nè, còn cái khi nó tay phải ra thì phóng khí ra thì thấy cái mé cái chỗ khu này, cái khu khí chỗ này nó nặng cái chỗ này, còn khu phương này thì nó nặng cái khu này, chứ không phải giống nhau. Nó sai một cái đi cái cơ thể nó đơn gọi là phải theo thiên tự nhiên, có nghĩa là cái thằng kia nó khí cái chữ này. Cái câu mà vị trí đạo nói đúng, thuận theo bên trong thích ứng cái bên ngoài, thì tập dây mới ra. Thằng đó cũng tập dữ lắm, nó viết câu đó, tức là cầm về là thấy nó nặng đây chứ, cầm về thấy tức là thấy cái tờ giấy nó đứng do cái khí mà ở đây, còn cái giấy này cũng đứng mà do cái khí nó ở đây, cũng là cũng tờ giấy nằm ngang rồi cái khí nằm ở đây, thì cái khi mình nằm đây thì thấy hai cái ngón này nó nặng chứ, nếu mà cầm cái tờ giấy thì hai ngón này nặng rồi, còn nếu mà bưng đồ thì nguyên bằng tay các bạn à. Do cái trạng thái cái tay mình tiếp xúc với cái vật khí nó không khác,
còn để về là xô, để về khí nó nâng xô ra, còn gì nó nâng lên nó khác nhau sao mày nghĩ nó phun ra hết vậy, còn để về là đang ép vô chứ không phải phun ra, là cái tay mày đang ép vô, còn giờ nào kéo ra là nó đang là giống như cái bị kéo cái này ra vậy, kéo cái này cái giấy ra, còn bị ép thì giấy dính vô khi cái này tức là bị thung mà cái khí nó thung mà, còn mình cầm giờ cái khí nó yếu bớt, còn đẩy là cái khí mạnh lên như nữa chạy nó thung lại như mạnh hơn, thì cái tưởng tượng phải tưởng tượng nó thung lại chứ sao mà tưởng tượng phóng sai nữa, thấy không, để cái ngọn đèn á mày đứng phóng ra đây qua đây mày biểu nó qua đây, đâu phải mày đang để hang tới mày đang ép vô rồi sao mày tưởng tượng là phóng ra, chữ phóng là cái chữ xuất thôi chứ không phải là bay ra, không khí là xuất khí ra, xuất khí theo ý mày đang muốn gì, mày muốn ép vô hay mày muốn kéo đứt nó ra nè, muốn nè kéo giấy ra hay là mày đẩy vô, thấy không, còn mày để vậy mày muốn đẩy thì phải để vậy chứ mình để vậy mày đẩy gì mày để vậy nó mới xô trước, còn mình muốn kéo mặt vô thì để dày cái khí nó khác rồi, còn nâng lên cái tay thì hay phóng khí khác rồi, để gì phóng khí khác rồi, cái bàn tay nó khác với nhau rồi đó, như lắc vào cái ba thức kế đâu làm thì nói cái phóng khí, bài phóng khí tiếp nè, cái bài ba thức kế nó dày nè, thấy không, nó đứng dậy nè, phóng cái này là khí nó ra ba âm nó ra, ba cái đường này nó ra nè, và để xuống là mà khí nó ra thì phải dưới nó hút lên, hút nó lên cái nó ra các bạn. Nè, cái này một tay thôi, tập một tay trước nè, đẩy nè, nè đẩy nè, nó làm lòng ngửa nè, cứ thục ra giống như món phun ra nè, được á, ụp xuống vậy là nó chạy lên đây nè, đây cái kéo vô lên đây phun xuống đây nè, đó cái ý là phải vậy, buông ra đó, tập như vậy đó, tới đây là xả rút trở về ban đầu, cái này phun ra lên lưng bằng tay kéo vô đẩy qua bên kia, rồi cái này đấy trở ngược không có làm gì hết, cái này phun ra úp kéo vô đó, một tay bên này cũng vậy, xuống phun ra cho lên lưng người tay cho nó chạy ra nè, chạy lên đây rồi chạy hút như khi nó chạy theo đây nó hút như thế này để xong thả ra, đó là một động tác thứ là hai tay luôn phun ra đó, nên là kéo vô phun ra, tức là hai thằng nó phun ra rồi nó kéo vô vậy khác à, đó cái này là phun ra là giống như nó đẩy ngược cái bàn tay lại úp kéo vô, đó là loại thứ hai, còn loại thứ ba là bổ để dưới nó xúc lên, nó qua cái thiên độ nó đẩy lên trời thì nó đẩy lên thì trên nó nặng, cái đầu tay nó nặng thành cái búa chém xuống đó, xéo xuống nó hết lực rồi, nó không còn lực nó số không lại đẩy lên, bởi vì khi mình đẩy lên mình tưởng tượng cái tay đang nhẹ nó lên thành cái đầu búa ở trên đầu tay, mà nó nặng cái đầu tay này thì thả rơi tự do cái đầu búa xuống chẻ cái cây ra, nó hết lực rồi còn khí nó đâu thì thu vô đưa lên lại lấy khí nữa đẩy cho bàn tay chém xuống, thành ra xuống là cái hai phần cây nó nặng như sắt, con này không có lực gì hết, đi đẩy lên nó nhẹ nó nặng lên dần, thả ra cái bơm xuống, tức là mày phải thả lỏng cái tay, tại cái tay mày mười mấy ký mà mày thả nó nặng nó rớt tự do xuống, đó là cái đầu đó là bắt, còn cái bằng đằng tay là cái khiến nó ra bằng tay nó ra thì nó đi rồi, khi mình úp xuống nó chạy ba cái đường này lên chạy vô trong kéo về, cái đó là xong rồi đó, thả kéo về bên này cũng vậy, đẩy ra lật lên cho chạy lên đó kéo về, còn hai tay nó ra lên lưng tay kéo về, tức là nó vô thân lại cái này nó ra rồi thu lại, đó là ba cái thức kế của gọi là la khí của nội kinh, thì ba cái thức kế, còn những cái kia là chỉ mày cái kinh nghiệm luyện khí trong người không thôi, nó lộn xộn, nó không phải lực nha, mày luyện theo lực là chết, mày thấy không, cái này hai bàn tay để về là ép vô chứ sao mày người phóng ra là mày cái khí nó bị nó thung lại, còn kéo vô nè nở ra xô ép cũng là hai bàn tay á, phải cảm nhận cho được cái đó thì mình để cái đèn cái ngọn đèn cho cái tư tưởng và suy nghĩ vậy, khi mình ép vô là cái ngọn đèn nó phải đứng lại, nó không nhích, ép vô khi mình kéo lại nó lệch qua lại đúng không, không phải vậy chứ, thì cái suy nghĩ mình sao thì cái bóng cái ngọn đèn cày nó phải theo như vậy, còn mày làm sai nữa nó không có ra,
mà nó phải theo cái ý mình, thì thấy là mà làm đúng ý, nó làm cái ngọn đèn nó lung lay theo bàn tay mình mừng lắm. Còn mà làm nó lộn xộn, cái lúc mà lúc làm được lúc không, tại mình không nắm quy luật, nó thành ra nó lộn xộn tùm lum tùm la. Còn để vậy ép vô vậy khác ha, còn để vậy giật ra vậy thì nó phải giãn ra chứ, mà đẩy vô thì ngọn đèn nó bị ép, ép thì mình chặn đây thì nó đứng cái ngọn đèn chứ nó không có mé, nó không có trời. Mà thả bàn tay ra thì nó nghiêng, thì nó thuận theo cái thiên nhiên, thì mình thấy cái khí đúng thì mình thấy hay. Còn không biết ha, cứ mà hên xui may rủi là thua mẹ.